trung tâm điện tử Hạnh Phương xin gửi lời chào các bác. Khá bận các bạn, thực sự là quá tải. Đến giờ này thì Hạnh Phương mới dành ra được vài phút để giới thiệu nhanh với các bác về những đơn hàng hôm nay đã mới về, còn đóng đi thì thôi nha các bác nhé. Bởi vì đóng đi rồi thì cũng có cái còn cái hết. Cô Chôn 28 thì còn này, chân loa còn này, loa PV thì hết này. Thế còn ngày hôm nay thì báo cáo các bác về được hai đôi loa, ba đôi, thực ra ba đôi nhưng mà hạ xuống cái thì đã có một bác bốc mất một đôi rồi. Hôm nay thì em về thêm được một đôi 935, à 925. Đây là đôi 925. Hàng đẹp luôn các bác. 925 chưa vệ sinh nó đã lét này. Ok xem này. Ok, 925 nha các bác nhá. Có một đôi đẹp. Giá của nó rơi vào khoảng 27 triệu. Đấy. Và bên này thì em có một đôi đời 4 số nữa, 3 đường tiếng, 4735 JBL 4735 3 đường tiếng, một bát 40, một chung và một kèn. Hàng được đóng gói rất cẩn thận cho các bác này, này. Mới vừa về em chưa bóc xốp đâu các bạn. 4735 thì có một đôi. Bác nào mà đang có nhu cầu trái cái quyển sổ sổ hàng kia kìa. Xong ghi cô cho cái giấy đấy. Đâu? Cái sổ hàng vừa để kìa. Đem đẩy ra đem dán. Nó lẫn hàng, thế mà không có bút thì nó lẫn hàng. Ghi đi, ghi đi. 4735 các bác nhá. 4735 thì bác nào có nhu cầu đầu tư thì gọi em sớm này. Có hai đôi. Thế còn đẩy crowd. Hôm nay em đang có con đẩy crowd 2004 rất là đẹp. Đẩy crowd 2004 mặt đen. Con này thì đẹp như mới luôn. Và đặc biệt là con này là nguồn vàng luôn này. Mới kính con. Chạy 24 sò sắt. Vọt sò vương miện hết. Các bác nhìn tổng thể nha, các bác sẽ đánh giá được cái con này nó mới đến mức độ nào. Dán cái địa chỉ. Đấy, từ cái cọc loa này. Đỏ au. Đấy. Con đẩy này thì với giá khoảng độ 17 triệu đồng một con này. Có một con duy nhất hàng đẹp này. Bác nào mà muốn đánh những đôi 4735A này, 97938 này, 838 này, rồi là một số dòng loa khác. Bát 40 thì đánh con Crown 2004 này là vừa đẹp vừa miếng. Mà nếu mà tuyển được những con đẹp mà xuất sắc như thế này, em nghĩ rằng nó cũng không hề dễ. Đấy, hàng thì zin 100%. Nét trong veo luôn. 17 triệu, bác nào lấy alo sớm cho em nhé.